Quý vị và các bạn, có thể nói thì ngày nay trẻ em đang được tiếp cận với Internet rất là sớm qua các thiết bị như điện thoại, máy tính cá nhân v.v. Chỉ vài thao tác đơn giản là các em đã có thể tiếp cận với những nguồn tri thức rộng lớn qua Internet, kết nối bạn bè, học tập, giải trí v.v. Tuy nhiên thì nếu không có đủ kiến thức và kỹ năng để tương tác an toàn và lành mạnh trên môi trường mạng xã hội thì các em sẽ gặp phải những rủi ro và nhiều hệ lụy. Để phục vụ thêm cho các môn học ở trường, hàng ngày em Hreni Ekdam, lớp 8A trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Chư Mờ Ga thường lên mạng để tìm kiếm thêm tài liệu. Đối với em, việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động học tập giải trí hàng ngày. Mạng xã hội có rất là nhiều lợi ích trong việc học. Chúng ta có thể lên mạng tìm những trang web bổ ích giống như là hocliệu.vn, có thể học tiếng Anh và môn toán là Vietcetera ạ, và còn một số các trang web khác. Và trong đó là một ngày, thường em thường sử dụng mạng xã hội 1 đến 2 tiếng để tham khảo. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, có tới 82% trẻ em từ 12 đến 13 tuổi sử dụng Internet, từ 14 đến 15 tuổi là 95%. Dùng Internet để tra cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin phục vụ cho việc học tập, cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng có không ít trường hợp sa đà vào những thông tin xấu độc, tự biến mình trở thành nạn nhân của Internet. Có một vài bạn thì em thấy là chơi game quá 100 phút là bị nghiện game và ảnh hưởng tới sức khỏe và ảnh hưởng đến việc học tập. Nếu là em và bạn ấy thì chơi game cũng không hẳn là xấu và cũng không hẳn là tốt đẹp. Nếu mà bạn ấy chơi game thì chơi game tầm cỡ là để xả stress thôi chứ đừng nên chơi dù có quá nhiều thời gian.